Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay thêm một cái video nữa đây. Thì hôm nay lại tiếp tục một cái vlog nữa ha anh em. Thì đang chuẩn bị đi làm về các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái vlog nói về cái đồng hồ này mình lên nha. Mình bữa giờ mình khá là bực bội rồi. Đó, thì mình sẽ làm một cái vlog như hàng ngày thôi. Thì trước khi đi là mình phải nổ xe đề ba nhẹ nhẹ khoảng 1 phút 2 phút cho nó nóng máy, cho nó nhớt bơm lên trên đầu bò. Nói chung là bôi trơn bít tông cho nó êm chút thì nó chạy cho nó bốc nha các bạn. Sao anh? Dạ rồi, nói rồi, giờ anh đi cho lấy đi xe này nè. Một chiếc Q7 trắng là chiếc của anh Thắng. Chiếc Q7 trắng đó. Đúng rồi, Q7 trắng đó. Còn chiếc Q5 xanh em đang để trong đó kìa. Rồi, ok anh nha. Rồi, thì nổ máy một chút rồi tua nó ổn định rồi anh em nè. Thì quay lại cái chủ đề ha, chia sẻ cái vấn đề gọi là về cái mặt đồng hồ này. Giờ mình sẽ tiến hành mình đi đó, để chạy ra đường đó anh em ạ. Rồi ok, xi nhan nhẹ ra anh em nha, đường đang đông đấy. Rồi ok anh em ơi, thì đây thì cái mặt đồng hồ có vẻ đi buổi tối có vẻ anh em nhìn thấy có vẻ là đẹp đúng không? Đó, đi buổi tối cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà khi các bạn mót cái đồng hồ này rồi đó thì mình đảm bảo với các bạn luôn là đi ban ngày là không thấy một cái gì hết. Như cái mặt của đồng hồ zin đó mình chưa mót á, nó có nền đỏ. Con số này á thì nó là màu đen. Thì khả năng là bạn đi ban ngày thì rất là dễ nhìn, với lại chạy tốc độ mình có thể kiểm soát được. Còn mà khi mà các bạn mót lên cái đồng hồ giống mình nè, mót cái đồng hồ lên 7 màu, phải 7 màu không ta? Mấy cái cột xăng này nó hết xăng á, hai cái cột xăng sau hai cột xăng đầu này là bạn này, nó còn màu xanh á, màu xanh lợt với màu xanh đậm đấy, thì nó rất là đẹp. Thì đi ban đêm mà nó rất là đẹp. Okay, để mình chạy qua đèn xanh đỏ này đó bạn ơi. Đây là đoạn đường Nguyễn Tất Thành nha bạn. Mình làm ở bên quận 4. Đây là đoạn đường Nguyễn Tất Thành. Thì bây giờ sau dịch rồi là đi đường quá là đông đó nha anh em. Nói chung là đông thì đông nhưng nói chung mình cũng phải cẩn thận. Giờ dịch nó vẫn còn căng thẳng, ngày ở Sài Gòn, ngày Sài Gòn cũng phải hơn ngàn ca đó các bạn. Nên mình ở dân Sài Gòn tốt nhất là cứ ra đường nên cẩn thận, cứ 5K khẩu trang. Rồi ok. Rồi bây giờ là mình sẽ cua vô lên trên cầu thì mình vô hầm Sài Gòn, mình ra Mai Chí Thọ nha. Rồi quay lại này thì mình sẽ quay vừa làm một cái vlog hàng ngày đơn giản, cũng chia sẻ cho anh em lên cái đồng hồ, mod cái đồng hồ Winner hoặc là Winner X. Winner X cũng có thể mod lên cái đồng hồ 7 màu được, nhưng mà Winner X cơ bản thì ban ngày cũng hơi khó nhìn rồi nha anh em. Winner, đồng hồ Winner X ban ngày hơi khó nhìn rồi, mà mod nó dán cái miếng dán 7 màu này lên nữa, khả năng đi ban ngày cũng khó nhìn lắm như mình nè. Đó, đi ban đêm này thì cực kỳ đẹp. Đấy, ban đêm nói thiệt với các bạn chứ. Số chạy ha, số chạy đẹp nè. Đấy, bên số thì màu vàng, bên số màu vàng. Còn bên cũng được mét, km thì màu xanh. Nói chung là, các bạn đi dọc đường, có thể là các bạn đi vô cái chỗ mót đó, chỗ mót đồng hồ này bạn lựa chọn màu được nè. Chọn màu xanh. Trời cũng sắp mưa rồi anh em ơi. Bây giờ là cũng khoảng 5 giờ rưỡi chiều tối rồi. Tranh thủ chạy về, đang quay bằng GoPro nên khả năng phải đi nhanh chút, tí giờ mưa. GoPro chống nước thiệt nhưng mà mình vẫn có bán cái phụ kiện theo á. Khả năng là cần phải đi về nhanh chút, chia sẻ cho bạn chút vậy thôi. Bây giờ đường phố của Sài Gòn nó cũng khá là đông lại rồi nha các bạn ơi. Thì mình đang ở trên Mai Chí Thọ nè anh em. Đường gọi là đẹp nhất quận 2 đó. Giờ thành Thủ Đức rồi, quận 2 giờ sát nhập quận Thủ Đức rồi. Nói chung là đi buổi tối thì đường xá là khá là đẹp. Đấy. Mình quay camera buổi tối cũng test một số clip rồi. Nên anh em mà coi á, mà cái GoPro của mình mà vô mấy chỗ sáng mà nó có thể chớp, anh em thông cảm nha. Mình cũng mới tập chơi trưa mà set up rồi. Ở đường Mai Chí Thọ này khá là nhiều đèn xe đèn đỏ anh em ạ.
họ thấy mình đội nón full face mà gắn cái Google mà đang nói nhảm nè anh em, không biết như thế nào. Phải thành xem đỏ anh em ạ. Chiếc xe của mình là gì được rồi. Không dám kéo các bạn ạ. Kéo nhấp nhấp vậy vui thôi chứ mình sợ độ cao lắm. À, mình sợ tốc độ cao lắm. Vừa sợ độ cao vừa sợ tốc độ cao. 150 thôi chứ chạy tới bảy mấy 80 là bắt đầu nhả ga rồi chứ không dám chạy nhanh anh em ơi. Mình thì sợ hơi nhấp nhấp. Vẫn tại xe mình cũng không có độ đã độ gì chạy thì nẹt 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 mang tiếng theo anh em ạ. Thôi mình thì chăm xe lắm, mình không có dụng mà chạy theo kiểu mà nẹt nẹt bô để mà tỏ vẻ tao đây đó. Mình chạy đúng tốc độ này, lâu lâu giờ vừa kéo lên 90 100 để mà cho cái máy nó nhận được là chủ biết chạy tốc độ cao, chứ mất công mà cứ chạy 50 60 xe nó lại nhận nó báo về ECU này báo là chủ chạy có 50 60 nên cắt luôn, không có cho kéo lên 90 nó là chết. Lâu lâu giờ vừa nhả lên 90 100 để mà cho nó giãn máy ra, chứ chạy mà kéo mà 90 100 nhanh hư xe lắm nha anh em. Mỗi người một cách chơi thôi, mình thì chơi vừa vừa thôi anh em ạ. Ôi, ủa chân trắng thế, đéo có nốt mũi đốt luôn, chân trắng thế. Cái gì ạ? Cái thằng á. Có gì mình quay đó thôi nha anh em. Mình không có mê gái đâu. Trong sáng. Ơi mà để đèn pha vậy. Các mọi người ơi, mình giờ về đường đường 61 anh em. Hồi xưa gọi là đường 61, giờ nó đổi tên bà gì mình quên nó tiêu rồi. Đường cái gì Diêu á, hoặc thì Diêu gì á, mình không nhớ nữa. Cái chỗ này thì đi về khu vực quận 9 thì mình hồi xưa học ở trường công thương anh em. Anh em nào quận 9 chắc mình sẽ biết trường công thương ha. Đây đường 61 hồi xưa gọi là đường 61 á. Nói chung bây giờ là những ai mà hồi xưa ở lại đây á thì đã quen gọi đường 61 rồi. Ít khi gọi cái đường Diêu hỏi Hoàng Tiền Diêu gì mình cũng không rõ đâu mà. Chứ mình hồi xưa là hay gọi đường 61. Trường được trường công thương được cái gái nhiều nha anh em. Nói chung là anh em nào mà học chung trường này ra cái nào cũng có người yêu, có đã nhiều gái lắm. Mình không biết trường nào chứ lên trường công thương thì ngành đa số ngành con gái học nhiều, cứ về học cơ khí hay là liên quan đến ngành cơ khí thì ít. Nói chung nam nữ mình thấy cũng khá cân cân bằng, nhưng mà thấy nữ nhiều hơn sao mình cũng không để ý lắm anh, nhưng mình thấy nữ nhiều hơn. Hồi xưa chỗ này nó không được gọi là bán được nhiều đồ như vậy đâu. Chỗ này hồi xưa đường nó nhỏ này,
anh em thấy không, giờ mở cửa rồi, giờ khá là bán, rồi giờ bắt đầu nó bán đồ lại khá nhiều rồi, nhưng mà chỉ có bán mang đi thôi nha anh em, bán mang đi chứ không có bán ăn để chỗ đâu. Cũng vẫn an toàn 5K, dịch giờ này vẫn còn căng thẳng, kể cả các bạn tiêm hai mũi, anh em tiêm hai mũi cũng nên chú ý vấn đề này. Dương tính thì vẫn sẽ dương tính thôi, nhưng mà khả năng sống sót nó cao hơn. Thì hôm nay mình chỉ làm một cái vlog sơ sơ như vậy. Thì anh em chủ đề trọng tâm thì vẫn về cái đồng hồ, chủ yếu nói với anh em để anh em quan sát cái mặt đồng hồ này, mình móp nhìn nó đẹp không thôi. Buổi đi buổi tối đẹp thì vẫn, nhưng mà đi ban ngày nó lại không nhìn thấy gì nha anh em. Đó, thì anh em có thể tham khảo. Còn đừng có để ý mình nói gì ở trong video này nha. Mình nói nãy giờ mình không biết mình nói cái gì, nhưng mà chắc là cũng đó một cái vlog đấy, quay một cái vlog đang tập chơi tập quay anh em, sẽ phải xếp lại nội dung đấy, và nói đúng trọng tâm cái chủ đề video. Còn đang nói liên thao liên tuyên vẫn chưa gọi là trọng tâm rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Thì cũng sắp tới chỗ trọ mình rồi, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì trong video mình nói có thể không đúng hoặc là không vô trọng tâm của cái chủ đề video, anh em thông cảm. Thì mình đang làm một cái vlog, nhưng mà cũng sẵn sẽ chia sẻ cho anh em một chút vậy thôi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn ở trong các video tiếp theo.